Vâng nè, hôm nay là tiệc sắp trên là sắp Tết mà, đúng không? Sắp Tết này là về công ty chúng tiệc tiệc ngọt chứ nè, đây tiệc ngọt công ty mình đấy. Đây là quán bún lù này. Rất cam để hạn định sức khỏe cho 5 cái kia các bạn. Y ổn đấy sàng nè. Y sen bài. Y sen bài. Ồ, sô. Dạ là. Vâng, xin chào anh em. Thì Sobita. Bây giờ thì mấy anh em mình bắt đầu Nguyên này, Nguyên Phấn Đông này, Bốn Lù này. Bây giờ là nói chung là chuẩn bị đi ăn tiệc. Cái áo của nó không tiện mang, cầm áo đi. À, thằng này mắc dạy em lấy luôn cái áo của Phân, thằng Hùng á, thằng Hùng nó đang đi làm mà này. Còn ở phía sau là hai bé mới, đó bé mới với lại bé Su. Bây giờ là đi ăn tiệc này. Thôi đi đã. Con bé nhân viên làm chuyến nó ôm cột. Cả quá gì chẳng nan thế. Sao mới. Vâng anh em, sau khi mà anh em mình mới dùng xong tiệc ngọt xong, tiệc bánh ngọt rồi, gọi là khai vị thôi anh em ạ. Dạ như là tuyên bố là hôm nay là cuối năm rồi, chúc mọi người sức khỏe rồi sang năm là chúng cố gắng hơn thôi. Nên lần ra là bây giờ là tiếp tục tiệc chính này. Tiệc chính là đi nhậu nhẹt đó anh em. Tiệc công ty mình nói chung là tiệc nào nó cũng đi nhậu hết á. Bây giờ hôm nay là ở ngay chỗ cái ga là Sagamiuno. Ga này là nổi tiếng rộng lắm. Tăng tăng tăng. Bây giờ đi chín nè. Đi nhậu nhẹt nè. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Công ty mình nó đang đặt cái quán gọi là quán bar mà. Quán bar mà có cả nhậu nhẹt ở trong đó luôn. Bây giờ mình không biết cái quán đó như thế nào, hôm nay là lần đầu tiên đi thử. Công ty mình có cái lễ đặc trưng là nó cái hay ở chỗ là mỗi năm là thay đổi một quán. Đó, hôm nay chơi đến tận quán bar luôn. Đang đi tìm mà, cái khu này khu nhậu nhẹt. Còn có cái quán massage bên kia kìa. Chắc nhậu xong qua qua massage luôn quá. Quán bà đây. Bây, đã đến quán bà. Lặn quá. Chim téo. Chim téo. Sô, ý ý ý. また来年も46から47期にかけて、いい年になれるように、皆さんで、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい。
Và anh em mới chào lễ xong thì hôm nay là công ty mình là ăn tiệc trong quán bar. Hôm nay là ăn tiệc trong quán bar mà anh em. Hôm nay là ăn uống với lại uống là miễn phí. Amo gọi là hô đai mà hô đai. Hôm nay là gọi là hôm nay tiệc cuối năm, là mỗi năm là công ty mình là trước là tiệc Noel này, sau tiệc Noel là tiệc Bonenkai này. Đó. Vâng, hôm nay anh em à. Hôm nay là công ty mình là ăn chỗ quán. Đây xin mời xin. Cứ tốt xe chứ mê, để tôi mua xe chứ mê. Ô, này, ôi dồi. Hôm nay là đồ ăn là nhiều nước anh em. Vì có mấy anh châu Phi nấu ăn mà. Ăn châu Phi ở trong kìa. Đây là Mama. Không biết là món này giống món châu Phi kìa. Và này, cái món salad này là đậm chất của châu Phi luôn. Là có thịt phun khói này, có cà chua này, có ngô này, có giống như là có khoai tây chiên nữa, với lại salad nhiều lắm. Đó. Đúng rồi, chắc đậm chất của châu Phi rồi. Arigato mama. Vâng, bây giờ đến anh dân em mang bánh mì ra anh em ạ. Anh em là hôm nay là tiệc rượu mà uống hô đai mà. Nên là ai bỏ hết đấy. Mình tuấn không? Cái uống coca cậu. Orika sang. Cái quán này nó hay lắm anh em ạ. Nó fan Barca. Có cả cái chiếc áo của Messi mà có chữ ký luôn. Hôm nay uống nước thoải mái mà. Hôm nay uống thoải mái, uống nước gì cũng được. Còn bé Dana nó uống bia vô, nó mặt đỏ kè rồi. Vâng anh em, cuối cùng cũng xong tiệc. Suzuki sang. Barcelona. Bây giờ anh ấy là người Nigeria mà anh ấy. Hai, お疲れ様です。お疲れ様です。よ、どうしよう。はい。はい、Happy New Year. Stay one more night.
you're going.